Chào tất cả anh em, hôm nay tôi giới thiệu đến anh em một cái mẫu máy tính 2-in-1 dành cho các bạn làm văn phòng, giải trí. Hôm trước thì mình cũng đã giới thiệu cái mẫu Dell Inspiron 13 7378, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu con này là 7368. Nó là phiên bản thấp hơn một đời nhưng có thiết kế bên ngoài rất là đẹp. Đây các bạn có thể nhìn, đây là một cái máy tính nhá. Chúng ta có thể gập như này. Tất cả những dòng máy này thì đều có hỗ trợ kiểu dạng như là cảm ứng xoay, chúng ta là chiều nào thì nó sẽ tự động xoay theo chiều chúng ta dùng. Và màn hình của nó thì là dạng cảm ứng đa điểm, nó sẽ dùng như trên một chiếc iPad chúng ta dùng bình thường. Đây các bạn nhìn nó rất là đẹp. Đây là giao diện rồi, mình chỉnh sang giao diện máy tính bảng này. Toàn bộ lớp vỏ bên ngoài của nó đều bằng hợp kim nhôm và trục bản lề dạng như này, thì chúng ta sẽ mở ra vừa vào chắc chắn nó sẽ không gây những tiếng cọt kẹt. Nó sẽ khắc phục được nhược điểm mà những cái dòng máy tính cũ của Dell mà nó hay bị kiểu ọp ẹp như này này. Mở này chúng ta rất là sợ nhưng mở này thoải mái luôn này. Mình sẽ giới thiệu cấu hình của em này. Đây là cấu hình của nó này, các bạn có thể nhìn này. Máy được trang bị một vi xử lý coi 56200U và RAM trang bị sẵn trên chiếc máy này là 8GB. Màn hình mình nhìn qua mình đã biết luôn là màn hình Full HD rồi, rất là LED. Đây 192x1080. Và trên phiên bản này đã được trang bị sẵn cái ổ cứng SD dung lượng 256GB. Chính vì thế mọi khởi động ứng dụng chúng ta nó rất là nhanh. Camera của nó là camera kép nha anh em nhé. Đây là hai camera này. Dòng bàn phím lỗ như này thì chúng nó sẽ hỗ trợ các bạn gõ văn phòng cũng như làm việc văn phòng mà giải trí cũng đều rất là sướng. Kể cả những chi tiết rất nhỏ như là cái viền vát của con chuột nó cũng làm khá là tinh xảo. Đây. Trọng lượng máy nó chỉ 1,4kg, thời lượng pin thì mình đã test thử dùng khoảng 4 tiếng. Mặc dù máy rất là mỏng nhưng vẫn được trang bị cổng USB. Các bạn có thể thấy đây là cổng USB Type-C 3.1 này. Cổng này thì hầu hết trên các máy tính đời mới đều dùng cái cổng này bây giờ. Cổng sạc nó đi đây. Và đây là cổng HDMI. Và đây là cổng USB. Và đây thêm cổng phone. Đằng trước thì đeo sẽ làm vát một chút chỗ này để chúng ta mở ra nó sẽ dễ hơn. Các bạn lưu ý là mở thì phải mở giữa này thì nó sẽ chắc chắn này. Đây là phím bật nguồn. Và đây là phần volume to nhỏ, đầu thẻ. Và đây là cổng USB. Một chiếc máy như này nếu mà mình check trên thị trường mà máy mới và kiểu dạng mà mới đập hộp thì mình đang thấy bán khoảng 18 triệu. Còn nếu mà dạng máy lai lưu như cửa hàng mình đang bán sách về như này, mình bảo hành 1 năm thì mình đang bán ở mức 13 triệu như này. Trang bị ổ cứng SD 256 và RAM 8GB, màn hình Full HD. Với một cấu hình này thì các bạn hỏi là nó sẽ làm việc chủ yếu những công việc gì, thì mình sẽ tư vấn luôn các bạn một cái máy dạng Line 2-in-1 này thì chủ yếu nó sẽ dành cho các bạn làm văn phòng, giải trí đa nhiệm. Có nghĩa là khi chúng ta đi lại mà di chuyển mà các bạn mà sử dụng văn bản nhiều hoặc trình chiếu, chúng ta dùng trên cái màn hình cảm ứng như này rất là tiện. Đây. Đây anh em có quan tâm đến sản phẩm thì inbox mình sẽ tư vấn trả lời anh em những câu hỏi mà anh em không biết. Xin chào các bạn.